Hi, xin chào các bạn. Mình là Quất đến từ MobiZen. Trên tay mình hiện tại đang là sản phẩm từng được coi là smartphone quốc dân trong năm 2018. Và trong video lần này thì chúng mình sẽ cùng tìm hiểu xem đó là chiếc máy nào nhé. Ok, trên tay mình hiện tại đang là sản phẩm Redmi 5 Plus. Hiện tại thì MobiZen đang phân phối chiếc máy này với mức giá chỉ khoảng là 1,8 triệu. Và bây giờ thì hãy cùng mình tìm hiểu xem với mức giá này trong năm 2020 thì chúng ta sẽ có một chiếc máy như thế nào nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có một chiếc máy full box đầy đủ phụ kiện, ngoại hình thì gần như là mới 100%, và với mức giá rẻ như thế thì đối tượng nó hướng đến tất nhiên là dành cho học sinh và người lớn tuổi. Máy thì hiện tại đang sở hữu màn hình với kích thước lên tới là 6 inch, độ phân giải Full HD cho khả năng học tập cũng như là làm việc cực tốt. Cấu hình mà nó đem lại trong năm 2020 này thực sự là không quá là nổi bật, nhưng mà vẫn cho một hiệu năng đảm bảo để xử lý những tạp vụ cơ bản. So sánh với những sản phẩm khác trong tầm giá thì máy hoàn toàn có thể ăn đứt về mặt hiệu năng cũng như là thiết kế. Như mình có test một tựa game khá phổ biến đó là Liên Quân thì máy cho khả năng chơi vẫn rất là mượt mà, ít có hiện tượng giật lag. Máy thì hiện tại được trang bị cảm biến vân tay với tốc độ mở khóa rất nhanh, giúp các bạn bảo mật rất là dễ dàng. Điều mà mình thấy đáng tiền nhất của máy chính là viên pin 4000mAh tích hợp công nghệ sạc nhanh 18W, hỗ trợ các bạn học tập và làm việc trong một thời gian dài mà không lo hết pin. Về camera thì máy lại không được thừa hưởng những công nghệ tân tiến nhất hiện nay như là đốt bồ cam hay là chip bồ cam, mà máy chỉ có một camera chính duy nhất với độ phân giải là 12MP và cam trước là 5MP. Tuy nhiên thì chất lượng hình ảnh cho ra cũng khá là ổn để chụp cơ bản. Với mức giá và những gì máy đáp lại như vậy thì các bạn thấy sao về sản phẩm này? Hãy comment bên dưới để chúng mình cùng thảo luận thêm nhé. Ok, video đây là kết thúc rồi. Các bạn thấy hay đừng quên like, share, subscribe kênh YouTube của chúng mình. Và xin chào, hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye!